bổng tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo. Đây là trận chung kết cuộc đua số 2018 05 2019, cuộc đua xe tự hành quốc tế, do tập đoàn FPT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, dành cho sinh viên. Nhà vô địch của cuộc đua số 2018 không 2019 sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng là 1,2 tỷ đồng, trong đó có chuyến trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ tiên tiến hàng đầu tại Mỹ hoặc Nhật Bản trong thời gian một tuần. 15 triệu đồng tiền mặt và một suất học bổng tiến sĩ về ngành trí tuệ nhân tạo trị giá 700 triệu đồng dành cho thí sinh xuất sắc nhất. Trận chung kết được dự báo sẽ là cuộc tranh tài công nghệ kịch tính, gay cấn giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Lạc Hồng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thông tin Liên lạc và Đại học Nhà Trang và hai trường đại học quốc tế là Đại học GRENUICH, Anh và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Nga. Ông Lê Hồng Việt, Giám đốc Công nghệ FPT, cho biết đây là năm thứ ba cuộc đua xe tự hành mang tên cuộc đua số được tổ chức với mục tiêu lan tỏa những thành tựu công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực tự hành đến với giới trẻ Việt Nam để họ được tiếp cận, trải nghiệm sớm nhất những công nghệ tiên tiến của thế giới. Tham dự cuộc thi, các đội thi sẽ phải sáng tạo và ứng dụng các công nghệ xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, AI, để lập trình cho xe tự định vị tìm đường đi ngắn nhất di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các chướng ngại vật với tốc độ cao nhất trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Chung kết cuộc đua số hứa hẹn kịch tính, gây cấn với màn đua tốc độ của những chiếc xe tự hành khi mô hình xe chỉ có kích thước bằng 1 trên 7 so với xe thực tế nhưng tốc độ tối đa lên tới 50 km h Nếu nhân với tỷ lệ thực tế, gấp 7 lần, thì xe tự hành của cuộc đua số có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 350 km h gần bằng tốc độ cao nhất của xe đua công thức 1, khoảng 360 km h chung kết cuộc đua số 2018-05-2019, cuộc đua xe tự hành quốc tế sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2, đồng thời livestream trên fanpage cuộc đua số và báo điện tử VN Express tối 25 tháng 5. Tề Hà